cái phong trào cái phong trào hướng đạo vẫn còn sống mạnh và còn ha. Đây như các hướng đạo sinh đang đi đi tham quan cái cổ thành Assisi. Cái này hướng đạo là nữ nè, còn hướng đạo nam thì người ta đã lên dây rồi. Hướng đạo nam thì nhanh chân hơn, người ta đã đứng sẵn ở trên này. Cái cổ thành này thực ra thì mấy cái tòa nhà này đó người ta mới xây đây thôi chứ không phải là cũ xưa rồi, nhưng mà người ta xây theo cái tính cách của thời kỳ Roma, coi như còn ở trong cái thiết kế ở trong thì hầu hết là mới, còn những cái nhà cổ đó thì nó rất là nhỏ thì cái mẫu mã nó giống nhau hết, nhưng mà cái thiết kế này là cái mới bây giờ, nhưng mà người ta xây theo tính cách của thời xưa. Rồi bây giờ thì điện đóm rồi đây của phương tiện hết, còn hồi xưa thì người ta chỉ đốt đèn này cái thôi, thì tất cả cái vừa mới vừa cũ nó pha trộn lẫn nhau đó. Đây 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 mấy cái hàng quán ở đây nó bán cũng chỉ được một vài cái tiệm nhỏ này thôi bà con, và cái tiệm nhỏ thì coi như còn là chỗ này là vấn đề chỗ mà đậu xe bus đó, trận đầu tiên coi như ai mà xuống xe bus xong cái bắt đầu ghé qua mua. Đám này thêm một ít đây có thể rút tiền được, coi như nếu nó pha trộn lẫn mới với cũ với nhau. Rồi phía trên này là cái nhà thờ của thánh Francisco đó. Hôm qua mình có đi ghé qua cái đám này đó bà con. Ở đây cái này các người ta cũng có làm cái hệ thống băng qua nó đường hầm này bà con, băng qua cái tiệm như này. Trong khi chờ đợi đủ người ra mới cho bà con đi sắm đồ đó, thì mà bà con đã đứng với người không đi sắm đồ đứng đây để nói chuyện gỗ với nhau. Tại sao tôi không được cái phòng đồ? Ai nói không? Chú Dũng là may mắn nhất. Năm xung quanh ba con. Ba con bảo vệ. Ba con không làm ăn cái gì. Ba con nói là ba con này giúp đèo ba con. Đèo ba con. Đèo heo luôn. Bữa nay tóc bóng bày hả? Tóc bạc thêm đi.